Camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi hai ô tô bị hư hỏng nặng sau khi đối đầu nhau trên đường tỉnh lộ 52, đoạn qua xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 18 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2023. Vụ va chạm khiến một người tử vong sau đó. Ngày 4 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà Rịa đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, thời điểm này, một tài xế 27 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh lái ô tô chạy trên tỉnh lộ 52 hướng từ xã Long Phước đi xã Hòa Long. Lúc này, một người đàn ông 42 tuổi là cán bộ phòng tài chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa lái ô tô chạy theo hướng ngược lại. Từ hình ảnh camera an ninh có thể thấy, trước khi tai nạn xảy ra, xe này đã lấn sang làn đường ngược lại. Vụ tai nạn khiến hai ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu. Vì cán bộ phòng tài chính bị kẹt trong xe, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, công an thành phố Bà Rịa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cung cấp đã đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân.